sáng nay phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban dân tỉnh nguyễn văn phương đã đến thăm chúc tết tại tòa tổng giám mục giáo phân huế chúc tết đảng bộ chính quyền huyện phủ vang và tặng quà tết một số gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn tổng giám mục vui xe nguyễn chỉ linh chủ tịch hội đồng giám mục việt nam bày tỏ phần khởi được sống tại một vùng đất bình an thuận lợi cho các sinh hoạt tôn giáo tổng giám mục nguyễn chỉ linh bày tỏ cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo nói chung và đối với đồng bào công giáo thừa thiên huế nói riêng Tổng giám mục Nguyễn Chí Linh đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh thiên tai. Chia sẻ với những khó khăn của chính phủ khi vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đồng bào công giáo cam kết sẽ đồng hành cùng với sự phát triển của quê hương đất nước. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Văn Phương gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới an lành, hạnh phúc và sức khỏe tới tổng giám mục Nguyễn Chí Linh, tên mục tu sĩ và đồng bào công giáo và đánh giá cao những đóng góp của các vị đến mục, tu sĩ, đồng bào giáo dân thời gian qua cùng với cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân toàn tỉnh phòng chống dịch bệnh, tích cực tham gia các hoạt động chia sẻ khó khăn với đồng bào, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm với đất nước trong giai đoạn khó khăn dịch bệnh. Chủ tịch tỉnh mong muốn các chức sắc, chức việc công giáo tiếp tục đồng viên, hướng dẫn đồng bào giáo dân gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc xây dựng hội đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương trong năm mới. Cùng trong sáng ngày 27 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đến thăm tặng quà chúc Tết Đảng bộ chính quyền nhân dân huyện Phú Văn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá cao những kết quả đạt được về kinh tế xã hội mà Phú Văn đạt được trong năm 2021, góp phần cùng với tỉnh hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mục tiêu đề ra. Đó là công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Trong năm 2022, năm đánh dấu bước quan trọng trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng cả cấp, cùng với tình thực hiện hiệu quả nghị quyết số 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng với tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Vũ Văn tiếp tục nỗ lực bằng cả ý chí, tinh thần, trách nhiệm cao nhất để cùng với tập thể của cấp ủy chính quyền quyết tâm hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trong năm 2022 làm tiền đề quan trọng góp phần xây dựng huyện sớm đạt chuẩn nông thôn mới buổi sáng cùng ngày chủ tịch ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đến thăm tặng quà tết cho gia đình ông Nguyễn Ngọc ấn thư binh loại một và mẹ Nguyễn Thị Kỳ với liệt sĩ tại thị trấn Phú Đa huyện Phú Văn chủ tịch tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe cuộc sống của cả gia đình đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước không bao giờ quên công lao to lớn của những người đi trước, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh máu xương trong cả cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân tình mong muốn các thương binh, gia đình chính sách sống vui khỏe, tiếp tục dạy dỗ, động viên con cháu học tập, lao động, có phần xây dựng quê hương đất nước. Xúc động trước sự tấm hỏi ân cần của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh và đoàn công tác, đại diện các gia đình chính sách cũng đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm cũng như những hỗ trợ giúp đỡ của đảng nhà nước và chính quyền địa phương đây là sự đồng viên lớn lao và sẽ tiếp tục đồng viên con cháu tiếp bước trụ thống của thế hệ đi trước để có những đóng góp tích cực góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp trước đó trong chiều qua phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban dân tỉnh nguyễn văn phương đã đi thăm và chúc tết tại đăng viên thiên an thành phố huế giáo sư hỏi dưa huyện phủ lộc và một số cơ quan đơn vị trên địa bàn Tại buổi tiếp thay mặt Đảng viên Thiêng An, bề trên Đảng viên Linh Mục Đặng hùng Tân cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Đảng viên. Nhân dịp Tết Nguyên Đán, Đảng viên chúc lãnh đạo tỉnh sức khỏe, hạnh phúc, an khang, chúc tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện thẳng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2022. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Phương thông tin khái quát về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua chủ tịch ủy ban dân tỉnh nguyễn văn phương khẳng định thời gian tới tỉnh sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất để đăng viện thiên an hoạt động theo quy định của pháp luật tự do tín ngưỡng đến thăm và chúc tết giáo sứ hỏi dưa tại thị trấn lăng cô huyện phú lộc chủ tịch ủy ban dân tỉnh nguyễn văn phương chúc các vị chức sắc cùng bà con giáo dân đón tết vui tươi đầm ấm an lành và hạnh phúc đồng thời mong muốn thời gian tới giáo sư hỏi Dừa tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước sống tốt đời đẹp đạo tích cực tham gia xây dựng xã hội trật tự kỷ cương văn hóa văn minh xây dựng khối đoàn kết toàn dân góp phần thực hiện thẳng lời nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh nhất là trong phòng chống dịch covid 19 trong năm mới 2022 chúc tết huyện ủy ủy ban nhân dân huyện phụ lộc chủ tịch ủy ban dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của đơn vị trong thời gian qua đồng thời đề nghị đảng bộ chính quyền huyện phú lộc tiếp tục tập trung nỗ lực phục hồi thúc đẩy phát triển kinh tế trong thời gian tới trong đó thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân, tận dụng cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch 120 của huyện ủy, thực hiện chương trình hành động số 69 của tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết 54 NQTVK của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng Điện Dân Hương lên đại tượng Lê Đức Anh tại Trung tâm Văn hóa Lê Đức Anh, huyện phú Lộc.